Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Bưu TV. Và hôm nay là đầu tuần và chỉ còn khoảng 2 ngày nữa thôi thì chúng ta sẽ được đón một cái sự kiện mà mọi người rất là mong đợi trong năm. Vào rạng sáng thứ tư ngày 16 tháng 9 theo giờ Việt Nam thì Apple sẽ có một cái sự kiện theo thường niên thôi, thì sẽ ra mắt một số những cái sản phẩm của họ. Tuy nhiên thì sự kiện này mọi người lại rất chú ý về iPhone 12. Và trong clip lần này mình xin cam đoan với các bạn sẽ không có iPhone 12 nào cả, và sẽ thay thế bằng những cái sản phẩm khác. Lý do tại sao thì hãy cùng mình tìm hiểu trong video lần này nhé. Đầu tiên sẽ là về cái tên gọi của cái sự kiện đó. Nếu như các bạn nhớ thì 2019, 2018 những cái sự kiện ra mắt iPhone của Apple thì họ đều đặt tên là Special Apple Event. Và cái sự kiện lần này thì nó lại có một cái tên hoàn toàn khác, đó chính là Time 5. Và nó chẳng liên quan gì tới một cái chiếc iPhone cả. Và các bạn nghe Time thì chúng ta có thể hiểu nôm na là một cái vấn đề gì đó về thời gian. Thì một trong những cái sản phẩm mà được giới công nghệ đồn đoán rất là nhiều, cũng giống như là trong cái sự kiện này Apple sẽ ra mắt, đó chính là một chiếc Apple Watch. Và Apple Watch hôm nay ra mắt thì sẽ là Apple Watch Series 6. Và sẽ không chỉ có một chiếc Apple Watch Series 6 mà sẽ có hai cái. Một cái theo như thông lệ bình thường và một cái nữa sẽ là Apple Watch Series 6 SE chẳng hạn. Một thứ mà Apple họ đã làm tương tự như là iPhone SE hay là iPhone SE 2020. Một cái phiên bản Apple Watch có cấu hình tốt với những tính năng cao cấp, tuy nhiên sẽ sở hữu một cái thiết kế của Apple Watch Series 3. Và cái việc này sẽ giúp cho người dùng có thể dễ dàng tiếp cận hơn với những cái chiếc Apple Watch, sẽ chia ra làm hai phân khúc, một phân khúc giá rẻ và một phân khúc sẽ cao cấp hơn. Và như các bạn đã biết thì hiện tại Apple Watch Series 3 thì chúng ta chỉ mua khoảng là từ khoảng 5,5 triệu cho tới 6 triệu một chiếc Apple Watch Series 3. Và dự đoán thì cái chiếc Apple Watch SE này thì nó cũng sẽ dao động ở cái khoảng giá đó. Còn Apple Watch Series 6 thì sẽ có cái mức giá cao hơn dành cho những người dùng mong muốn cái thiết kế mới đi kèm vào đó là những cái tính năng cao cấp hơn. Đó là về Apple Watch. Và thêm một sản phẩm nữa mà Apple sẽ ra mắt ở trong sự kiện lần này, đó chính là một cái chiếc iPad Air mới. Trong bộ sản phẩm iPad của Apple thì sẽ có 4 dòng sản phẩm chính, đó chính là iPad Pro nè, iPad Air, iPad và iPad Mini. Thì chỉ có duy nhất iPad Pro là có một cái kiểu thiết kế khác. Còn ba loại còn lại nó đã sở hữu những cái thiết kế này từ rất là lâu rồi, thậm chí là màn hình còn không nâng độ phân giải lên nữa kia. Cho nên cái việc Apple ra mắt một chiếc iPad Air mới với một cái kiểu thiết kế mới là hoàn toàn hợp lý, thay cho những cái kiểu thiết kế cũ là có một cái phim hole ở bên dưới và viền màn hình cực kỳ là dài. Đó, thì sẽ cho người dùng nhiều sự lựa chọn hơn, cũng như là cái thiết kế của iPad thì nó cũng sẽ được thay đổi đi và bắt mắt hơn. Đó là về iPad. Tiếp theo đó chính là một sản phẩm về phần mềm, và không hai sản phẩm nào khác, đó chính là iOS 14 và iPadOS 14. Thông thường ở những cái sự kiện của Apple thì khi nào ra mắt iPhone mới thì iOS mới được ra mắt. Tuy nhiên thì năm nay lại ngược lại một tí, thì iPhone ra mắt chậm hơn. Tuy nhiên thì về phần mềm, về những cái bản firmware, về những cái bản update thì vẫn sẽ cập nhật theo đúng lịch. Và lý do tại sao lại xảy ra cái việc này, đó chính là nếu như các bạn đã theo dõi Điện Thoại Vui từ trước tới giờ thì các bạn biết được là iOS 14 hiện tại là bản beta 8, mình vừa mới làm tuần trước xong. Và dự kiến trong tuần này thì cũng sẽ có phiên bản beta 9. Có rất là nhiều bản beta đã được ra mắt rồi, và đây theo như mình nhớ thì sẽ là năm mà có rất là nhiều những cái bản cập nhật về beta nhất. Và chính vì vậy cho nên một cái phiên bản chính thức được ra mắt trong tháng này là một điều hoàn toàn hợp lý. Khi mà các bạn để ý thì chúng ta sẽ thấy những cái phiên bản update sau này thì cái dung lượng của nó được giảm đi khá là nhiều. Điều này sẽ giúp cho chúng ta hiểu một việc, đó chính là cái phần mềm đã được Apple kiểm soát đi kèm vào đó, đó chính là lỗi đã được tối ưu, cho nên không còn quá nhiều thứ để fix lỗi và cái file này nó sẽ được giảm xuống. Và trên cái phiên bản beta 8 thì trên con iPhone 7 Plus của mình cập nhật lên chỉ khoảng 81 MB thôi, một cái phiên bản cực kỳ là nhẹ nhàng dành cho tất cả mọi máy đều có thể update được. Và trong sự kiện lần này iOS 14 sẽ được ra mắt. Và sản phẩm cuối cùng, một sản phẩm khá là lạ với cái tên gọi là Apple One. Và chúng ta sẽ cùng giải thích một tí Apple One là gì. Lúc trước khi mà các bạn sử dụng những cái dịch vụ của Apple, ví dụ như là Apple Music nè, Apple TV, Apple News hay là những cái dịch vụ khác, Apple Arcade chẳng hạn, thì các bạn sẽ phải trích ra những cái khoản tiền riêng của mình để các bạn có thể mua những cái dịch vụ đó. Thì ở Apple One sẽ tích hợp tất cả những cái dịch vụ này lại với nhau, và các bạn chỉ bỏ ra một lần tiền để chúng ta có thể mua và sử dụng tất cả những cái dịch vụ đó. Bằng chứng được thể hiện qua những cái sụt code khi mà Apple họ tình cờ họ leak ra và mọi người đọc được.
thì nó sẽ có những cái tên miền, ví dụ như là .audio nè, .blog nè, hay là một số những cái tên miền khác, ví dụ như là cloud.chat hay là guide hay là film. Thì đây là những cái tên miền đã được Apple mua trước khi mà họ ra mắt cái gói dịch vụ này, để giúp cho người dùng có thể tiết kiệm được tiền hơn và tiết kiệm thời gian mà chúng ta giao dịch giữa những cái dịch vụ này với nhau. Đó là một cái tính năng khá là hay mà Apple sẽ ra mắt trong sự kiện sắp tới. Và cuối cùng, chúng ta sẽ không có iPhone 12 như mình đã nói lúc trước. Và sự kiện iPhone 12 rất có thể sẽ được chuyển sang đầu tháng 10. Và iPhone 12 series sẽ được bán ra vào khoảng cuối tháng 10 với hai mẫu iPhone, đó chính là iPhone 12 Pro và iPhone 12 Max. Những cái mẫu iPhone 12 và iPhone 12 Pro Max thì sẽ được bán ra sau đó. Tại vì như các bạn đã biết, tình hình dịch bệnh khá là căng, cho nên là cái chuỗi cung ứng nó sẽ không có đáp ứng đủ cho những cái sản phẩm của Apple. Cho nên chính vì vậy mà sự kiện chúng ta cũng phải bị lùi. Rồi là ngày bán những cái sản phẩm này cũng bị lùi ra so với những cái năm trước. Và đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ với bạn trong clip lần này. Và các bạn cảm thấy sao? Các bạn có cảm thấy thất vọng khi chúng ta không có iPhone 12 trong tháng này? Hãy comment với mình ở phía bên dưới nhé. Và cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ mình nhé. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.